Dạ thưa anh, phòng kinh doanh vừa gọi điện, đối tác Mino đã đồng ý các điều khoản kinh doanh ở công ty chúng ta rồi ạ. Ờ, thì tốt quá rồi. Em bảo các bạn soạn hợp đồng rồi gửi sớm cho anh nhá. Dạ vâng ạ. Bây giờ chúng ta về tổng công ty hả anh? Ở đây gần quê anh, thế nên anh muốn về thăm nhà một chút. Với lại ngày mai cũng là chủ nhật mà. Dạ vâng. Đi thôi em. Dự án truyền thông cho công ty Kohino sắp tới, chúng ta đã outsource ra ngoài với các đối tác khác anh ạ. Đây là một số công ty tiềm năng, anh xem qua ạ. Đây có chắc chắn là giám đốc của Daza không? Vâng ạ, giám đốc công ty Daza là Đông Hồ, ông ta vừa mới được bổ nhiệm vào vị trí giám đốc ạ. Đúng là trái đất tròn thật đấy. Sao ạ? À, đây là người quen. Vẫn là bạn của anh ở quê. Lâu ngày không gặp, ai ngờ nó là giám đốc của Daza. À thế ạ. Em cho người gọi điện cho nó để gặp mặt nhau vào thứ hai tuần tới. Anh muốn cho nó một cơ hội để hợp tác cùng với SVM trong dự án sắp tới. Dạ vâng ạ. Đây anh cầm cho. Thôi để em cầm ạ. Ừ, không sao đâu, đưa đây. À, bây giờ em về tổng công ty luôn đi. Có gì thứ hai để đón anh nhá. Dạ vâng ạ. Ừ. Em chào anh. Dạ thưa anh. Anh còn quên thứ này ạ. Đây mới là thứ quan trọng của anh này. Anh cảm ơn nhá. Thôi, hai đứa về đi. Thứ hai nhớ đón anh đấy. Vâng ạ. Dạ vâng ạ. Còn đây nữa, đây là nước xúc miệng Kohino này, kem đánh răng Kohino này. Đây là hai sản phẩm rất tốt cho răng miệng. Hôm vừa rồi anh có hợp tác với lại công ty Kohino, thế nên là anh biết được hai sản phẩm chất lượng, nên anh mới là mua về mang tặng cô chú đấy. Dùng thử một thời gian xem thế nào nhá. Vâng, bác về quê chơi ấy là vui rồi, quà cáp làm gì nó vất vả ra. Vất vả gì chứ, xe nó chở đi mà, chứ anh không phải mang đi đâu. Thôi được rồi, bác vào rửa giày chân tay đi, em bắt con gà về làm cơm nhá. Để đi thắp hương cho bố mẹ cái đã nha. Vâng. Tôi biết rồi ạ, tuần sau tôi sẽ đến đúng hẹn. Vâng, cảm ơn chị. Yes. Sao thế anh? Đúng là xong hỷ lâm môn em ạ. Bên đối tác SVM hẹn gặp mặt công ty chúng ta vào thứ hai tuần sau. Đây là một hợp đồng rất béo bở đấy. Vâng, chúc mừng anh nhá. Sao lại chúc mừng anh? Chúc mừng chúng ta chứ. Hôm nay anh sẽ đưa em về quê của anh. Nếu tình hình thuận lợi, tuần sau hợp đồng được ký kết, anh sẽ cưới em luôn. Kỳ anh, chỗ đông người. À. Thôi, bây giờ anh đưa em về quê ra mắt nhá. Đi thôi em.
À, Tuấn ơi. Lát nữa anh lên thành phố rồi. Anh sang nhà hàng xóm chơi một chút nhá. Dạ vâng. À, bác đi nhớ về sớm ăn cơm nhá. Mấy đứa kia, nhìn cậu cái gì vậy? Đúng là trẻ con, nghỉ ngợm thật đấy. Anh kia, sao lại vẽ vào xe tôi? Đâu à? Đức à? Tao không nghĩ lại là mày đấy. Sao mày lại vẽ và phá hoại xe tao thế? À, không có, mày hiểu nhầm rồi. Tao đang đi thì thấy bọn nít nó vẽ xe, tao đang đuổi nó. Chứ tao vẽ xe mày làm cái gì đâu. Thôi, mày đừng có báo biện nữa. Có phải là mày thấy tao thành đạt, thấy tao có ô tô đi, nên mày bắt đầu mày sân si, mày cay cú, mày vẽ lên xe mày phá hoại xe tao đúng không? Mày ăn nói linh tinh cái gì đấy? Tao mà làm cái trò đấy á? Ai mà tin được? Chứng cứ rành rành như này. Tưởng mày xa quê lập nghiệp thế nào, hóa ra vẫn rẻ rách như xưa. Hôm nay tao đưa bạn gái tao về quê ra mắt, tính mời mày sang ăn liên hoan. Nhưng nhìn bộ dạng mày thế này, tao phải thay đổi quyết định rồi. Nhìn mày dơ dơ thế này, sang nhà tao chỉ có làm bẩn nhà tao thôi. Ai thế anh? À, cái thằng cùng quê, vì sân si với anh nên là phá hoại xe anh, bị anh bắt được. Tao biết, ngày xưa mày rất ghét tao. Nhưng mà chúng ta đều là bạn bè cùng quê, sao mày có thể nói những lời khó nghe như thế được nhở? Mày đang nghĩ sai rồi nhá. Tao với mày cùng quê, nhưng không phải là bạn bè. Tao nói cho mày biết, mày không cùng đẳng cấp để mà chơi với tao. Tao ấy là giám đốc của một công ty, sắp tới lại còn ký được hợp đồng với một công ty lớn trên thành phố. Còn mày, mày thử nhìn lại mày xem, đã nghèo rách mùng tơi, lại còn sân si đi làm trò phá hoại xe người khác. Tao không phá xe mày, mày còn cãi cùn được à? Em không ngờ đấy, một giám đốc công ty như anh mà lại có người bạn kém sang thế này á. Thôi, anh mau giải quyết đi, mọi người đang đợi trong nhà đấy. Mày nghe vợ tao nói chưa? Mày mau giải quyết đi, mày làm hỏng xe tao thì mày phải đền tiền cho tao. Mày có lớn mà không có khôn. Mày muốn đi phá xe thì tìm cái xe nào rẻ tiền mà phá. Mày biết đây là cái xe gì không? Biết đến hãng xe Lexus chưa? Hả? À, cũng phải thôi. Cái loại nghèo như mày thì có bao giờ được sờ đến ô tô mà biết hãng xe nào đắt, hãng xe nào rẻ. Mày đừng có xúc phạm tao. Mày nên tìm hiểu kỹ trước khi phán xét một ai đấy, không lại hối hận đấy. Điều hối hận nhất của tao đến bây giờ ấy chính là quen một thằng như mày đấy. Thôi được rồi, tao cũng không muốn tốn thời gian để tranh cãi với mày nữa. Tóm lại là mày muốn đền tiền chứ gì? Đúng vậy. Mày muốn đền bao nhiêu? 20 triệu. Cái gì mà 20 triệu? Chỗ sức bé tí thế này mà mày bắt đền tiền số tiền lớn như thế á? Mày không tính đến giá trị tinh thần khi tao bị xước xe à? Mày... Được rồi, coi đây là tiền học phí để tao nhận ra con người thật của mày. 20 triệu để đổi lấy hợp đồng 10 tỷ thì có đáng gì đâu. Ý mày là sao? Mày đợi tao một chút. Alo, em đang ở đâu? Em đang trên đường đến quê anh. Nhớ tới nhanh một chút nhá. Với lại chuẩn bị cho anh một thẻ ATM 20 triệu. Vâng ạ. Anh đợi em chút. Ừ. Mày giở cái trò gì vậy? Tiền đâu? Dục tốc bất đạt. Mày đợi một chút đi. À, đến kia rồi.
Dạ thưa chủ tịch, tiền của anh đây ạ. Anh cảm ơn. Đây là 20 triệu, ông cầm lấy. Chắc tôi nghĩ khi ông nhìn thấy cô ấy là ông đã hiểu ra mọi chuyện rồi đúng không? Hôm vừa rồi tôi có xem qua hồ sơ các công ty thì tôi thấy ông là giám đốc của Đa Gia. Nể tình bạn bè cùng quê nên tôi muốn cho Đa Gia một cơ hội để hợp tác cùng. Tại vì tôi thấy công ty của ông đã gặp khó khăn. Nhưng sau ngày hôm nay tôi đã rất thất vọng và tôi sẽ thay đổi quyết định của mình. Sẽ không bao giờ hợp tác với Đa Gia nữa. Đây là số tiền ông cần. Ông cầm lấy đi. Tôi xin lỗi ông. Chuyện vừa rồi quả thật là tôi không đúng. Nể tình dù sao cũng là đồng hương. Ông mong ông cho tôi một cơ hội cứu lấy công ty Đa Gia. Tôi cũng muốn cho ông một cơ hội. Nhưng ông đã ném nó đi sau những lời xúc phạm và lăng mạ tôi. Dự án sắp tới là một dự án rất lớn và tâm huyết của tôi. Tôi không thể nào giao nó cho một người chưa hiểu chuyện gì, chưa biết đầu đuôi như thế nào, đã lên mặt ức hiếp và coi thường người khác như thế. Tôi dành tặng ông một câu. Muốn nhận một nụ cười từ ai đấy, trước hết mình phải cười với họ. Muốn thành công, ông hãy học cách tôn trọng người khác đi. Chào ông. À, anh đâu? Em đi tìm anh mãi. Có chuyện gì đấy? Anh đánh ô tô lên sát cổng nhà mình đi. Không, bọn trẻ con nó nghịch, nó vẽ bậy vào, hỏng hết cả xe đấy. May mà lúc nãy có anh Đức hàng xóm nhà mình giao đuổi bọn trẻ con đi đấy. Thôi, em về cho Phi đán tiếp đây. Ừ. Xin chào tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem hết bộ phim này. Các bạn có thấy bối cảnh của bộ phim này nó quen không? Hiện tại thì bọn mình đang ở Thường Xuân, Thanh Hóa. Bọn mình về đây là để quay những bộ phim làng quê, bộ phim nông thôn. Mà các bạn rất là thích những cái bộ phim kiểu như thế này. Thì các bạn có nhận thấy bọn mình có hai sản phẩm gì trên tay không ạ? Đây là kem lành răng Kohino. Nước súc miệng Kohino. Đây là hai sản phẩm mà bọn mình dù đi đâu diễn hay là đi xa ở đâu bọn mình cũng đem theo. Bởi vì hai sản phẩm này rất là tốt cho răng miệng. Mình thì mình hay bị nhiệt miệng và cũng như hôi miệng cho nên không hôi miệng đâu. Không, có hôi miệng nói thật đi anh. Cho nên là mình thường xuyên phải sử dụng Kohino và nó có tác dụng rất là tốt. Bọn mình đang cảm thấy là mọi thứ đang thay đổi rất là nhiều. Thành phần Kohino thì như lần trước mình có nói ấy, và hoàn toàn là từ thảo mộc cả đấy, cho nên là không có là có lỡ may ví dụ như cái sản phẩm súc miệng này nhá, đấy lỡ may mà các bạn có bị nuốt vào ấy thì nó cũng không gây hại gì cả đấy, rất là an toàn. Thế đi anh. Thôi có lẽ chúng ta giới thiệu thì thôi nhỉ. Các bạn nếu mà muốn sử dụng Kohino thì có thể tới các đại lý phân phối nhà thuốc các thứ này. Để tìm kiếm nhá, bọn mình rất là tin dùng cái này. Chào các bạn.